sâu vùng hội tụ đầy cảm xúc. 32 giọng ca triển vọng, chỉ còn lại 18 thí sinh tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất. Và tại vòng kết tinh, thách thức mà 18 chiến binh Bolero phải đối diện là gì? Ngay bây giờ sẽ là món quà đặc biệt của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7. Có những bài ca theo tháng năm dài, chưa từng nhạt phai. Để rồi hôm nay nhắc lại một tấm tình này. Bên ngoài lá đổ từng cơn mưa, ta ngồi nghe lại bài nhạc xưa, gợi lên kỷ niệm và bao nỗi niềm để lòng tha thiết vào đêm. Đôi chút tâm tư ta hát đêm nay cùng đàn mê say. Điệu sâu lấm ly nhắn gửi nhiều tâm sự đời. Trong bài ca đậm tình quê hương, trong lời ca đượm tình yêu thương, mừng đêm tái ngộ của bao tâm hồn yêu nhạc Bolero. Hát lên nào, hãy hát lên và cùng cho nhau những lời chân tình, để mình hôm nay quên đi những buồn lo và bao khó khăn. Và bao khó khăn. Hát lên nào, hãy hát lên bằng niềm hân hoan dâng hết cho đời, bằng những nụ cười của con người, bằng tình yêu thương tình quê hương mình đó. Hát lên nào, hãy hát lên, đôi môi héo hát quên cười dù sóng gió. Vẫn còn những bài Bolero cho dấu mai sau, bao nỗi thăng trầm theo dòng đời trôi. Còn lại trong con tôi vẫn còn tình yêu chân thành, tình yêu chân thành, yêu người yêu nguồn cội quê hương, yêu từng câu hò đầy thân thương. Ta còn hát mãi khúc tình Bolero, ta còn hát mãi khúc tình Bolero, vang khúc tình ca Solo Bolero. Tôi là Nhật Trường và chào đón quý vị và các bạn cùng đến với Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng được lắng nghe tình ca Bolero, một sáng tác và biểu diễn đặc biệt của ca sĩ Ngọc Phụng, quán quân mùa giải thứ 6. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của top 18 thí sinh xuất sắc nhất cùng có mặt tại vòng kết tinh của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7. Cho phép chúng tôi xin được kính chào tất cả quý vị. Tôi là Nhật Trường và chào đón quý vị và các bạn đã cùng đến với Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 năm 2021.
Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Khang thực hiện. Và ở tập thi ngày hôm nay với chủ đề mùa xuân, các thí sinh sẽ đến với thử thách gì và điều bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta? Hãy cùng theo dõi ngay bây giờ. Tại vòng kết tinh, 18 thí sinh sẽ được chia thành 4 nhóm với 4 chủ đề thi xuân, hạ, thu, đông. Mỗi nhóm sẽ trải qua 2 phần thi, đơn ca và hát nhóm. Ở phần thi hát nhóm, mỗi thí sinh sẽ thể hiện sự sáng tạo, khác biệt qua việc trình bày cùng một đoạn nhạc trong một bài hát. Kết thúc mỗi chủ đề thi, mỗi giám khảo sẽ được quyền lựa chọn một thí sinh bước vào vòng dấu ấn. Luật thi đã rõ, hãy cùng đến với thí sinh đầu tiên nha. Xin chào chàng trai đến từ trung tâm văn hóa của thành phố Cần Thơ. Hôm nay bạn chọn ca khúc nào đây? Dạ, nhân chọn một sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, ca khúc Sa Mưa Giông ạ. Trường hỏi nè, có ai gợi ý cho bạn không? Hay là vì là sở trường của mình nên bạn thích bạn chọn thôi? Dạ, nhân rất là yêu thích ca khúc này. Dòng nhạc sở trường là dòng nhạc dân ca Nam Bộ rồi. Cho nên là lần này nhân quyết định là chọn ca khúc này ạ. Ok, đó là điểm mạnh nhất, tự tin nhất của bạn. Vậy thì bây giờ ngần ngại gì nữa đúng không? Mời nhân sẽ lựa chọn giám khảo, sẽ mang đến những nhận xét đặc biệt cho mình. Xin mời. Còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dày bầu, mây còn không héo mới mưa dầm, mây lại héo. Trên bếp dưới vắng tanh, đời dây trong môi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Trời xa cầu, cha bắt qua sông để mẹ về, nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Giang bầu mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu.
Nhân cũng đã hoàn thành ca khúc của mình, dòng nhạc sở trường của mình, ca khúc mình yêu thích nhất. Thấy như sao? Đã chưa? Chắc có lẽ là thí sinh đầu tiên cho nên là cũng hơi hồi hộp tí xíu à. Hồi hộp tí xíu đúng không? Hồi nãy bạn nhớ không, mình đã lựa chọn ngẫu nhiên một giám khảo sẽ đưa ra nhận xét cho mình. Ở vòng này thì giám khảo mà được thí sinh lựa chọn ngẫu nhiên sẽ là người đưa ra những nhận xét về những điểm chưa được. Hai giám khảo còn lại sẽ là người đưa ra nhận xét về điểm tích cực trong phần thể hiện của thí sinh. Bây giờ chắc là bạn cũng đang tò mò không biết là giám khảo hồi nãy mình đã lựa chọn là ai đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với giám khảo mà Thành Nhân đã lựa chọn. Vũ Thành Vinh. Thành Nhân chọn Thành Vinh à? Đúng như em nói, em mở đầu có vẻ như cảm giác nó không có thoải mái á. Anh sẽ nói ba điều thôi ngắn gọn. Thứ nhất á, là cái phần mở đầu ra, nếu mà một cái đoạn nhạc dài như vậy á, thì em phải tìm cách diễn tả cái nội dung ngay từ lúc cái nhạc bắt đầu trỗi lên. Thì anh có cảm giác em chờ tới cái đoạn đó em mới diễn. Có diễn nhưng mà nó chưa tới, nên anh thấy chưa có bắt nhịp từ giây đầu tiên. Cái thứ hai á, cái lớn nhất của cái bài này đó là cảm xúc thì em chưa đạt tới. Và có vài chữ đáng lẽ em có thể hát hay hơn nữa. Thì có ba điều đó thôi, còn để qua giám khảo khác khen chứ chia nhiều quá. Dạ. Nhưng cho anh khen một điều thôi. Dạ không được anh ạ. Đành phải từ chối anh lần này thôi. Dạ xin lỗi anh Vũ Thành Vinh ạ. Và bây giờ sẽ là những nhận xét về những điểm được trong bài hát của bạn sẽ là giám khảo Phi Nhung cùng với giám khảo Đào Vĩnh Hưng. Nhưng cho phép em xin mời chị Phi Nhung trước ạ. Là đẹp trai thôi. Trời không, ơi. Vậy thôi chứ giờ biết nói sao. Tại vì nó có nhiều lỗi quá. Giọng nhạc dân ca là em phải có cái cảm xúc, em phải lấy lòng của khán giả mới được. Nhưng mà giọng thì rất là đẹp. Cảm ơn chị Phi Nhung. Xin được mời giám khảo Đào Vĩnh Hưng ạ. Điểm sáng của em là em đã chọn dòng nhạc rất ít bạn trẻ đang chọn nghe hiện nay. Em đã tôn vinh dòng nhạc dân ca, nhạc quê hương này lên. Cái thứ hai là cái chất giọng của em có rất là nhiều lợi thế. Và em biết đá lên những chỗ giọng bằng giọng gió rất là khó làm. Anh cảm thấy là em hát rất rất kỹ nha. Đó là gì anh nhận được thấy từ nơi em. Chính vì kỹ quá cho nên nó hơi bị gò xíu đó cưng. Nha, mình thả mềm ra xíu nữa là nó sẽ tuyệt vời. Chúc mừng em. Dạ xin được cảm ơn giám khảo ạ. À, có thể là mình thi đầu tiên nên mình hơi căng thẳng đúng không nhân. Nhưng mà bắt tay cái đi. Trời ơi, bài này khó hát không phải dễ nha. Hội trường cũng thích bài này nữa. Hy vọng là lần sau với những bài hát mà bạn lựa chọn là tốt hơn nữa. Cảm ơn Thành Nhân đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và chúng ta đến với thí sinh tiếp theo. Quý vị có nhận ra cô gái ở vòng thi trước mặc một bộ áo dài màu hồng với mái tóc dài thướt tha cùng giọng hát cực kỳ ngọt ngào không ạ? Hôm nay ngoại hình thay đổi ngoạn mục rồi. Không biết có phải là mình cũng sẽ thay đổi luôn phong cách âm nhạc không ta? Anh nói đúng rồi ạ. Vậy thì mình chọn bài hát nào đây? Để đến với vòng casting này thì em xin được phép chọn một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng. Nhạc phẩm được mang tựa đề Chuyện Hợp Tan. Chuyện Hợp Tan? Dạ. Lý do gì mà Phương Linh lại chọn ca khúc này? Em chọn là tại vì em hát với một bài phối mới, một bản phối mới kết hợp với rumba. Chứ không thuần là bolero phối đơn giản nữa. Cho nên là em thích tại vì em sẽ phá cách trong bài hát là này. Làm mới đi ha, okay. Sáng tạo thoải mái. Bây giờ nè, mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Một giám khảo sẽ mang tới cho mình những nhận xét đặc biệt. Thì thôi bây giờ Trường mời Linh luôn sẽ lựa chọn ngay bây giờ nhé. Mời bạn. Mấy ân tình ta đã trao
muốn cơn mộng thôi dãi dầu. Đời còn những nhây sông xa dần tháng nguồn, vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mãi trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mong lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ống tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Tay ấm tay mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Xin được chúc mừng Hoàng Phương Linh, Chuyện Hợp Tan. Lần này mình làm mới ca khúc này hơn với một bản phối mới, thì theo như Hoàng Phương Linh đánh giá mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm mong muốn rồi? Theo như đánh giá với khả năng của em thì 90%. 90% yes. Rồi đúng không? Ai sẽ là người đưa ra những nhận xét đặc biệt dành cho Hoàng Phương Linh đây? Bạn có tò mò không? Rất là tò mò. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với kết quả. Anh đã ghi rất là nhiều những điểm sáng và những điểm chưa sáng của em ở đây. Anh không biết mình có lúc làm được gọi tên cho nên phải ghi đầy đủ hết. Yeah. Thường thì rumba, cha cha thì rất dễ dàng để hòa âm lại thành tango. Đối với em là phá cách là đúng rồi. Nhưng người như anh thì anh làm nghề lâu năm thì nó bình thường, nó không gì hết. Và diễn xuất của em bị dư thừa, có những cái nó không có nghĩa gì hết trơn á. Khi em chọn tango đó thì em phải biết tập diễn xuất ở nhà trước. Cái nhạc intro đó em có thể đi từ trên cao, em bước từng bước xuống, và cái động tác mình nó mạnh lên, đừng có bị chông chênh trên cái đôi guốc đó cao như vậy. Phải tập trước em ạ. Ra tới sân khấu là phải là tự tin và thần thái hoàn toàn. Giờ phút này không phải giờ phút để sơ tuyển nữa. Còn trong cái bài hát xử lý em cần bùng nổ. Lâu nay điệp khúc bài này người ta ít nhớ hơn là cái phiên khúc, cho nên em phải bùng nổ và sáng hơn nữa. Đừng dàn trải đều quá, nó sẽ bị nhạt nhòa và nó không có điểm nhấn nào cho riêng mình, phải tìm ra dấu ấn riêng mình. Đó là những gì anh phải nói để cho em hát hay hơn nữa. Chứ cái chất giọng thì hay rồi. Anh ghi nữa anh phải nói đó. Mà không được quyền nói cũng phải nói, cố gắng nói xíu, chất giọng thì hay rồi. Rồi nhường lại cho các giám khảo khác. Đây là luật của cái vòng này nên không thể nào khác được. Riêng vòng này anh lại tiếp tục được khen. Hai cái anh khen. Thứ nhất là trang phục hôm nay đẹp, mặc đẹp lắm á. Thấy được cái sự quý phái của em. Thứ hai là giọng đẹp. Còn chị Phi Nhung thì sao ạ? Tất cả những cái gì chị muốn nói là hai anh nói hết trơn rồi. Hết trời, không được. Em phải khen chứ. Cái thú vị của cái game này là như vậy, là em phải tìm ra cho được cách nào để em khen mới đã. Chứ còn chê khen thì ai cũng xin á, hỏi ai giống ai hết. Bây giờ bắt buộc Phi Nhung phải tìm một điểm để khen. Chị thích cái áo của em, dễ thương. Vài đẹp, mặc áo như vậy rất là đẹp. Chị muốn cũng không được. Nên chị thích. Rồi, phút trải lòng của chị Phi Nhung đó. Dạ, cảm ơn các vị ban giám khảo. Chúc mừng Phương Linh nha. Quý vị thân mến, đứng bên cạnh Nhật Trường đây là chú thợ hàng ở vòng trước mà giám khảo Đào Vĩnh Hưng rất có thiện cảm. Gọi là chú bởi vì lúc nào anh ấy cũng nghiêm nghị như thế này. Đấy, nhưng mà hôm nay phong cách trẻ trung như thế này, bạn sẽ chọn ca khúc nào đây? Dạ, em xin chọn ca khúc Nhớ Người Yêu. Có người yêu chưa? Dạ, chưa. Vậy sao nhớ? Tại mình thích bài đó thôi đúng không nào? Nhưng mà bây giờ nè, hỏi Hoàng Văn Tuấn tí xíu, bạn có lo lắng điều gì ngay lúc này không? Dạ, em có lo lên run quá, quên lời. Ôi, quên lời là không được nha. Mấy cái chuyện đó là mình lo thôi, nhưng lên sân khấu là phải làm cho nó tốt nha. Bây giờ, mời Hoàng Văn Tuấn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một giám khảo sẽ mang đến những nhận xét đặc biệt dành cho bạn. Xin mời. Nhiều đêm thức trọn nhớ thương em
sao biết ngõ tìm. Tay trăng anh nào mơ với mộng nên tình hai đứa vẫn chưa yên. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu nhắc nhở em đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đếm từ màu thời gian đến bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm cánh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Sao rồi, thấy mới vừa thi xong các bạn thở phù một cái nhẹ nhàng, áp lực lắm phải không? Rất hồi hộp. Bây giờ nè, nếu như mình nhớ lại trong cái bài hát vừa rồi thể hiện, câu nào bạn thích nhất, có muốn hát lại lần nữa không cho đỡ hồi hộp, đỡ run không? Một câu một thôi. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nha. Wow, thoải mái hơn rồi. Hồi nãy bạn đã lựa chọn một giám khảo ngẫu nhiên để mang tới nhận xét cho mình, nhưng đó sẽ là những nhận xét về những điểm mà mình cần phải cải thiện trong bài vừa rồi. Bạn nghĩ ai sẽ là người mà bạn đã lựa chọn đây? Đừng có chúng tôi nha. Bạn sợ ai nhất bây giờ? Đừng chúng tôi, tại vì tôi muốn khen. Ấy, bây giờ ai sẽ là người phải chê bạn đây? Không có gì để chê. Vâng, thưa quý vị, xin được công bố ngay bây giờ. Giám khảo Phi Nhung. Em rồi, em đừng buồn nha. Giọng thì em rất là đẹp, nhưng mà nó không có thu hút cái người nghe. Cái câu mà thức tròn đêm nay để nhớ thương em, em phải lấy lòng người ta. Cái câu đó ăn tiền nhất là những cái câu như vậy mà em hát nó không có cảm tình, rồi bị hụt hơi. Những cái câu cuối là em bị đuối. Đúng là một cái người chưa yêu á, em hát nó cũng chưa có lấy lòng được. Yeah. Khi nào em biết yêu, yeah. Khi nào em biết yêu, yeah. Khi nào em biết yêu là em sẽ hát cái bài này hay vô cùng. Em xin phép em tạm dừng chỗ này lại. Bạn đã từng có người yêu chưa? Đã từng, lâu quá quên.
Dạ quên à. Nhưng mà không sao, cái này khắc phục được. Bây giờ sẽ là đến với những lời khen đến từ hai giám khảo còn lại. Bạn muốn ai sẽ là người đưa ra lời khen trước đây? Anh Hưng. Dạ. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Rồi, giọng của em anh nói là chất giọng kim khánh. Kim là vàng, khánh là chuông. Mà chuông vàng nó đã vang lên thì nó rất là vọng và rất là dữ dội. Em hát không có một cái chữ nào bị lép, tất cả đều rất đặc biệt. Em hát một cách tự phát, hát như vậy thì anh nghĩ rằng là nếu có người hướng dẫn và luyện kỹ thì sẽ rất là hay. Nói chung là anh thích giọng em ngay câu đầu tiên là thích liền luôn rồi. Xin được cảm ơn những nhận xét của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Anh Vinh, anh thấy sao ạ? Chào Hàn Tuấn. Được không? Ồ, có xin nghệ danh nha. Rất là hay. Hàn Tuấn. Hàn là Hàn Châu Đá, ở trong nhạc sĩ có Hàn Châu nè, Hàn Mặc Tử nè. Nên là cái chữ Hàn Tuấn nó vừa nghệ sĩ mà nó rất gắn đến em. Anh em phải là... cảm ơn ông Vinh đi. Đó. Để cái chữ tên Hàn Tuấn là hay đó. Anh nghĩ cái tên đó là đẹp với em. Nếu mà được khen thì anh khen ở tấm lòng của em. Đó là đẹp. Thật ra cái nhạc bolero anh hay nói là nhạc khúc nhạc lòng á. Tại sao người ta yêu nó như vậy, người ta ở lâu như vậy? Tại vì nó nằm ở trong cái lòng người ta rồi. Khi mà nó nằm ở trong tấm lòng rồi thì người ta yêu sâu lắm. Cái tình yêu của em là như vậy. Nhưng đủ sâu, đủ lớn và tủ bay thì nó chưa đủ. Nhưng chính cái tấm lòng này nó sẽ mở đường cho em. Thì bây giờ em biến cái điều đó thành cái hiện thực sân khấu thì cần phải mài và thật là bắn vô nhan Hàn Tuấn. Xin cảm ơn giám khảo Vũ Thành Vinh đã cho bạn thêm một gợi ý về nghệ danh. Bạn thấy thế nào? Dạ, rất ok, rất ok. Rất ok. Rất ok luôn. Vậy thì sau này hy vọng là Hàn Tuấn ha. Gọi Hàn Tuấn luôn đi cho nó quen nha. Sẽ có được cái sự bay bổng. Còn bây giờ thì chúc mừng bạn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và chúng ta đến với thí sinh tiếp theo. Chào cậu hai. Cậu hai thấy thế nào? Khi qua vòng thi đầu tiên, các khán giả rất yêu mến cậu hai, đặt hy vọng là cậu hai sẽ vào vòng chung kết. Áp lực không cậu hai? Áp lực lắm chứ, bởi vì đối với Thế Hải mỗi vòng thi nó như là một vòng cuối cùng mình có thể hát vậy đó. Cho nên bây giờ mình cố gắng hết sức, cố gắng nâng cao từng vòng để mình cảm thấy là mình phải trau dồi nhiều hơn và phải cố gắng nhiều hơn và thể hiện được nhiều hơn. Kiểu như không bây giờ thì chừng nào, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ trước khi đến với phần thể hiện của Thế Hải thì Thế Hải sẽ phải lựa chọn ngẫu nhiên một giám khảo sẽ mang đến những nhận xét đặc biệt dành cho mình. Xin mời. Đêm nay vắng tanh, giạt rào hạt mưa rớt nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chàng yêu kia sóng mong manh. Lầy lội qua muôn lối quanh, gập ghềnh đường đêm tối tăm. Ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ tương sớt bụi mùi. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha. Không gian tím ngắt bao la, như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm trường. Đời gì chẳng tình thương, không yêu đương. Thương cho kiếm sóc tha phương, thân gầy gò gửi cho gió sương. Đôi khi muốn nói yêu ai, nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mùng. Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thâu, cuối xin người ban phương cho đời con. Một mái tranh yêu, một khối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đầy cả nỗi niềm biển ngày nào ai tấu cho lòng ai. Và một ngày mai mưa không
vị thân mến, vừa rồi là Kiếp Nghèo qua tiếng hát của thí sinh Thế Hải. Cậu hai thấy thế nào rồi? Cũng hồi hộp lắm. Hồi nãy Trường quan sát thấy thì anh Vũ Thành Vinh dường như là trong bài thể hiện của Thế Hải, anh có những phút giây muốn vẽ thêm một điều gì đó. Nhưng mà không biết có phải anh Vinh sẽ là người góp ý về những lời khen hay là lại đưa ra những điểm chưa được đây. Và kết quả, người mà Thế Hải đã lựa chọn đó chính là giám khảo Vũ Thành Vinh. Cái vòng này nó áp lực kinh khủng, là nằm ở phía chúng tôi nữa đó. Phải tìm ra cái điểm mà bạn chưa hoàn thiện. Thứ nhất đó, anh tiếc mà anh suýt xoa chính là cái xử lý cái đạo cụ là cái áo. Anh nghĩ em có thể xử lý khéo hơn, ví dụ như em che mưa hay em làm như là em có cảm giác cái áo rất là quý với em, là người yêu đi, người yêu tặng em, thì anh có thể hiểu cái đó, thì em xử lý cái áo nó sẽ khéo hơn ở đó. Thứ hai là em vẫn có một chút hồi hộp. Điều thứ ba là cái diễn của em á, với sân khấu ca nhạc em chịu khó vươn vai giùm anh một chút với tư thế một ca sĩ đẹp hơn cho anh. Có một cái từ anh không thích đúng đang phải hát hay, và một ngày mai em hát lại coi. Và một ngày mai đó, cái từ mai không hay, cái từ mai phải hay hơn. Cái bài này nhất là tango điệp khúc nó cần rực rỡ lắm. Và một ngày mai nó rõ ràng một cái ước vọng rất là ghê gớm, không dùng lực đúng chỗ nó sẽ bị mờ cái chữ, làm cho anh Vinh cảm thấy là cái chữ mai của anh nó không hay, nó không có tương lai. Nhưng mà em thấy đây là giọng ca rất là có tương lai đấy anh ấy, chỉ cần khắc phục một vài vấn đề như là chúng ta chia sẻ thôi. Anh thích ngay từ đầu mà. Chị khen giọng hay, diễn quá xuất sắc rồi. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng bạn. Kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây sẽ là phần thi nhóm với chủ đề Mùa Xuân qua ca khúc Nếu Xuân Này Vắng Em, với phần thể hiện của 4 thí sinh Hoàng Phương Linh, Thế Hải, Hoàng Văn Tuấn và Thành Nhân. Câu chuyện về mùa xuân và ai sẽ kể câu chuyện của riêng mình một cách tươi mới và đậm đà nhất. Bản lĩnh và sự tự tin là hai yếu tố then chốt để các bạn có thể chiến thắng ở vòng thi này. Và ngay bây giờ, câu chuyện mùa xuân xin phép bắt đầu. Xuân đã về anh cô hay, hoa bướm vui mùa xuân vầy. Nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lỡ đôi. Nếu xuân này vắng anh, ông bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cũng lỡ phim cho khúc hát đại ân. Từ đây lỡ tơ duyên thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim yến bay, ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng anh, như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng pháo mai úa sắc bên hiên, thì đừng để em có nhớ một người luôn nhắc tên em
và mở duyên nữa đôi. Nếu xuân về vắng em, ong bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ai ân. Từ đây lỡ tơ duyên thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng em, lạc bầy chim yến bay, ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng em, ong bướm thôi dệt duyên lành, dãy tơ trùng cùng phim lỡ cho khúc hát ai ân. Thì đừng đến xuân ơi, như xuân về không tiếng pháo cho khúc hát ai ân. Thì đừng đến xuân ơi. Nghe nè, bà xã anh về tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi đúng không? Bây giờ anh chạy ra đón nha. Em không có giỡn với anh vậy nha. 30 Tết giỡn được chứ mùng 1 là không được nói như vậy nha. Cái gì phải mùng 2, mùng 3 Tết em mới về được làm sao? Em ơi, em đã hứa với anh là sau chuyến công tác này em về với anh trong đêm giao thừa. Hai vợ chồng mình đón giao thừa xong rồi mình đi chùa. Anh nôn tới nỗi anh tháo dài chờ em luôn rồi. Cái gì? Không, không. Vợ chồng sao em không thể nào để anh ở nhà một mình trong ngày tư ngày Tết được. Em có biết là cảnh tượng một mùa xuân mà chồng không có vợ nó thê thảm như thế nào không? Bây giờ em giữ máy đó, rồi em bật tất cả những cái camera nhà mình lên, rồi em sẽ thấy cảnh tượng đó anh vẽ ra cho em coi nè. Nhạc sập sình nhưng lòng anh rất là héo nha. Xuân đã về em có hay, hoa bướm vui mùa sừng vầy,
nơi phương trời em có nhớ một người luôn nhắc tên em và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân về vắng em, ong bướm khôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ai ân từ đánh lỡ tơ duyên. Thu qua đông tàn nàng xuân mới sang muôn sáng huy hoàng. Xuân này nếu vắng em lạc bầy chim yến bay, ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng em thì anh như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng pháo mai úa sắc bên hiền thì đừng đến xuân ơi. Như giao thừa im tiếng pháo mai úa sắc bên hiền thì đừng đến xuân ơi. Thôi được rồi, anh sẽ chờ em. Bởi vì có em là có mùa xuân. Mau về với anh nha. Xin chào quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình. Và chúng tôi xin được cảm ơn ban nhạc gồm có guitar Lê Huy và ca dân Minh Phi đã hỗ trợ cho các thí sinh trong phần thi hát nhóm chủ đề mùa xuân với ca khúc Nếu Xuân Này Vắng Em. Lúc này thì chắc là quý vị khán giả cũng đã có cho mình những sự lựa chọn khác nhau về thí sinh mà mình yêu thích nhất trong phần dự thi chung hát nhóm vừa rồi của các bạn. Và giám khảo của chúng tôi cũng vậy, cũng phải đưa ra cho mình những điểm số về các thí sinh. Và mỗi giám khảo sẽ phải công khai một cái tên duy nhất, một sự lựa chọn duy nhất của mình, đồng nghĩa với việc người được xướng tên sẽ đi tiếp vào vòng trong. Và một thí sinh không được gọi tên sẽ phải tạm dừng cuộc chơi ngay vòng này. Xin được mời các vị giám khảo, chúng ta sẽ cân nhắc thật kỹ và chỉ gọi tên một thí sinh mà mình đánh giá tốt nhất ở vòng này. Và phần công bố kết quả xin được phép bắt đầu. Xin được đến với giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Anh chọn Hàn Tuấn. Xin được chúc mừng Hàn Tuấn là cái tên đầu tiên được giám khảo Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn. Chúc mừng bạn. Và ba thí sinh còn lại, chúng ta còn hai cơ hội nữa. Xin được mời giám khảo Phi Nhung. Em là cũng hay hết, nếu mà chọn thì chị sẽ chọn lớp 4 em luôn đó. Mà chị chỉ có một người thôi. Phi Nhung chọn. Trần Thế Hải. Xin được chúc mừng Thế Hải là thí sinh tiếp theo được vào vòng trong với sự lựa chọn của giám khảo Phi Nhung. Và hai thí sinh còn lại, Hoàng Phương Linh và Thành Nhân. Chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn rất khó khăn nữa dành cho giám khảo Vũ Thành Vinh. Xin mời anh. Tôi xin chọn Hoàng Phương Linh. Xin được chúc mừng Hoàng Phương Linh, Thế Hải và Hàn Tuấn. Ba thí sinh được đi tiếp vào vòng trong. Và xin được gửi lời cảm ơn đến Thành Nhân. Chúc bạn sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn. Một lần nữa xin được chúc mừng ba thí sinh đã đi tiếp vào vòng trong. Khép lại đêm thi với chủ đề mùa xuân, đã có những thí sinh phải nói lời chào tạm biệt với chương trình. Nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều những thử thách ở phía trước. Và tuần sau sẽ là chủ đề mùa hạ. Hãy cùng đón xem nhé.